Mới đây nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam Singapore, vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với liên đoàn công nghiệp và thương mại Hoa Sinh, SCCCI Singapore. Tại buổi làm việc, ông Trần Quang Huy, vụ trưởng vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương khẳng định, Việt Nam và Singapore có mối quan hệ tốt đẹp, doanh nghiệp hai nước có nhiều dư địa thúc đẩy hoạt động kinh tế thương mại xuất nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều đã kiểm soát được dịch Covid-19 đồng thời giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp Singapore về chủ trương chính sách kinh tế thương mại của Việt Nam hiện nay và nhấn mạnh vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cùng Thương vụ Việt Nam tại Singapore luôn sẵn sàng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong quá trình tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ông Kho Chun Keng, Chủ tịch SCCCI cũng chia sẻ, Singapore hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam trong ASEAN. Với quan hệ hữu nghị tốt đẹp, doanh nghiệp hai nước còn rất nhiều cơ hội để hợp tác phát triển để tận dụng cơ hội ngay tại buổi làm việc các doanh nghiệp singapore và doanh nghiệp việt nam đến từ các khu công nghiệp trên nhiều tỉnh thành phố như hà nội thái bình hải phòng long an hải dương bắc ninh hưng yên v v đã dành thời gian trao đổi thông tin kết nối giao thương